Vụ cô gái hôn mê sau nâng ngực, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nói gì? Sau hơn một ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, cô gái bị tai biến xuất huyết não sau phẫu thuật thẩm mỹ trong tình trạng rất nặng, gia đình đã xin xuất viện về. Sáng ngày 11 tháng 1, nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cho biết, nữ bệnh nhân NTH, 26 tuổi, ngụ Quảng Nam, bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ đã xin xuất viện bệnh viện Chợ Rẫy. Về vào đêm ngày 10 tháng 1 vì tình trạng quá nặng. Trước đó, 13 giờ ngày 9 tháng 1, bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, quận 10, phẫu thuật thẩm mỹ. Đến 16 giờ cùng ngày thì người thân bệnh nhân nhận được tin báo cô bị hôn mê sau phẫu thuật do xuất huyết não. Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán xuất huyết não sau phẫu thuật hạ gò má cao, gọt cốc hàm, đặt túi đồng ngực và nhổ răng khôn. Bệnh viện Chợ Rẫy lúc vào cấp cứu bệnh nhân đi phẫu thuật thẩm mỹ trong tình trạng mê sâu, bóp bóng giúp thở qua nội khí quản, đồng tử hai bên giãn 5mm, mất phản xạ ánh, vùng má sưng, hai ngực được đặt túi ngực theo đường mổ cuồng vú. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng và trong não thái dương phải, phù não lan tỏa. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được nhập vào khoa nội thần kinh theo dõi. Ngày 10 tháng 1, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh làm việc liên quan đến ca tai biến này. Sở Y tế yêu cầu bệnh viện lập hội đồng chuyên môn và báo cáo rõ sự việc. Sáng ngày 11 tháng 1, trả lời phóng viên Thanh Niên, bác sĩ L.T.H., người trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân cho biết, ca phẫu thuật đặt túi ngực, hạ gò má, gọt hàm cho bệnh nhân đã xong sau 2-5 giờ thực hiện. Bệnh nhân được đưa ra hồi sức và cũng đã rút ống nội khí quản. Nhưng 2 giờ sau bệnh nhân mê trở lại. Bác sĩ gây mê, hồi sức tiến hành đặt nội khí quản. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não. Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cũng đã họp hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân. Ban đầu bác sĩ ngoại thần kinh chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não do dị dạng mạch máu não. Trước đó vào tháng 4, năm 2017, báo Thanh Niên từng thông tin, nữ bệnh nhân SBT, 22 tuổi, ngụ Cà Mau, đang mang thai 16, 17 tuần tuổi, cũng đến Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Nhưng bệnh nhân cũng bị tai biến và tử vong 10 ngày sau đó. Người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho cô gái cũng là bác sĩ L. TH tháng 8 năm 2017, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kết luận về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân T do đợt bùng phát cấp tính của bệnh lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn trên bệnh nhân có thai 17 tuần. Không đáp ứng với điều trị,